Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì kênh xin chia sẻ cùng cô chú anh chị lô bán mai Tết của anh Hải nha cô chú anh chị. Địa điểm lô mai Tết của mình là ở trước cổng Ủy ban thành phố Cần Thơ nha cô chú. Dạ hôm nay thì mình giao lưu một số cây tàn lớn, cây VIP, cây mai vàng khủng luôn cô chú anh chị nha. Dạ em xin chào ông chủ ơi. Dạ rồi em xin chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay em có về được hai cây mai tàn lớn nha. Cũng rất mong cô chú anh chị ủng hộ em. Số điện thoại của em là 0933 352 378. Địa chỉ em là xã Trường Long, huyện Điền, thành phố Cần Thơ. Hôm nay em có ra bãi ngoài chợ á, chị Kiển ở ngoài Bến Ninh Kiều, ngay Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ á. Dạ. Cũng rất mong được sự ủng hộ của chú gần xa ủng hộ em. Giá thì hữu nghị để cho cô chú anh chị mình chơi. Dạ. Rồi sau đây là cây số 1, em có hai cây tàn lớn nha. Rồi một cây tàn lớn đầu tiên hôm nay nha cô chú. Dạ cây này thì chiều cao hiện tại của nó là 4,5 m nha cô chú anh chị. Tán ngang của nó là 4,5 m luôn. Leo lên trên. Dạ, đang cho ông leo lên cắt dây. Cái tàn ở ngoài nhìn khá là lớn nha quý cô chú anh chị. Tại cái này buổi chiều tối nó chụp hình mình nó hơi xa cô chú anh chị, nó không thấy rõ hông nha. Bông thì 5-7-9 cánh nó lộn xộn nha cô chú anh chị ơi. Có một bông 5 cánh tròn. 5 cánh tròn do. Cái hình bông này ghê đó. Cái này hồi nãy lúc đầu em ngắt mấy cái lá nè, cho nụ nó cung ra mạnh chút nữa. Cây này thường bồn nghe cô chú anh chị. Cây này đang nụ rất là nhiều luôn nha quý cô chú nha. Đó người ta leo lên cái cây luôn cô chú anh chị, hình dung cây nha, cây khủng lắm nha. Thấy ổng nhỏ xíu luôn. Cây một cốt lên đây chia ra 5 thân. 3 thân nhưng mà đẻ ra 5 nhánh. Cái vàng xương rất là đều nha cô chú anh chị. Dạ, hồi nãy anh nói chiều cao với tán ngang bao nhiêu hả? Cao ngang hơn 4,5 m chị. Dạ. Cây này thì thấp thân rất đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cái bệ đế nè, rất đẹp cô chú anh chị. Cái này em đo hoành, em đo thuốc trên nha. Em tính hoành của chú anh chị là thuốc trên này nha. Dạ, vị trí nha. Dạ, em đo thuốc trên đó là gan mấy tay đó. Nó là 77, em tính 75, em giật lại cho cô chú anh chị chừng hao hết đát luôn. Dạ, vị trí làm đo thuốc là trên 75. Dạ, nó 77 mình tính 75 đó, rồi em đo chỗ này là nó 85. Dạ, anh giữ thuốc giúp em nha. Dạ. 85 nha cô chú. Đó, 85 chỗ này. Nguyên một củ đặc. Là em không tính hoành nha, tính hoành trên nha cô chú anh chị. Dạ. Này thì không cấn nổi gì hết nha quý cô chú. Đó là em có tính hoành nha. Còn dạ. Hoành là nãy em tính 75 ở trên, 77 em tính 75 á. Dạ. Nhỏ lớn quan trọng của chú anh chị ấy. Quan trọng là vừa mắt mình, đẹp gu mình chơi. Chứ đồ bự quá cây nó không đẹp cũng như không à. Dạ. Rồi em đo cái cũ này nha. Cũ này nhìn rất là được mét luôn nha cô chú. Cũ này như anh em có ai có tính hoành. Vị trí này là 1 mét luôn ha cô chú. Dạ. Nha. Còn đường kính bầu em đo luôn cái luôn. Đường kính bầu nó 1,3 m. Dạ. Nó thốt thăng lên đây là được 32. Dạ. Tàn lớn mà có củ đặc như vậy thì cũng rất là đáng sưu tầm nha quý cô chú anh chị. Đế thì đều tứ diện hết. Giá là giá mềm của chú anh chị ơi. À, bông nó 5 cánh tròn do của chú anh chị. Cánh là cánh vàng thật luôn chứ không có lạc nha. Cây này chơi Tết rất là ok luôn á cô chú. Bông thơm là cây bên đó. Dạ. Cây bên đây là giảo ra 8-9 cánh luôn nha. Cái mình giao lưu giá bao nhiêu ạ? Dạ cây này em giao lưu 125 triệu. 125 triệu. Dạ. Là một cây tàn lớn. Em bao ship xe cẩu nha. Dạ. Cái vàng xương rất là dày nha quý cô chú anh chị. Cái này thơm, quá. Thơm không? Thơm, thơm, thơm. Cái này bao thơm phải không? Nhìn cái vàng xương tàn là nhìn rất là phơi nha cô chú anh chị. Quý cô chú mình thích sưu tầm những cây tàn lớn, cây VIP thì mình chọn cây này ok lắm với cô chú anh chị nha. Rồi cô chú anh chị xem lại cái vàng đế với tàn giùm em ha với cô chú. Nó ra nó hay vậy? Đi dài. Đế là cô chú anh chị khỏi chê luôn. Dạ. Đặt mà nó sổ. Cái cũ nó, cũ nó đây là 1 mét nha cô chú anh chị. Dạ. Em đo trên đây là 85, em hoành em tính 75, cây năng. Dạ. Cây. Mày tàn cây này tàn đào nhưng mà nó chụm cây, nó gom cây, sạch. Dạ. Cây dễ chơi cô chú anh chị. Cộng lại cái giá nó hợp lý cho mình chơi luôn. Nó còn xuống hết trơn em không có làm nè, tại tàn em giữ ấy. Dạ. Đế nó xuống hết lắm nhiều, em không có làm. Không khai thác, đế nó cắt giữ nhìn tầm tay em nè. Dạ.
giá giao lưu hồi nãy anh báo là bao nhiêu ạ? Dạ 125 triệu ạ chị. Dạ 125 triệu nha cô chú. Cây rất là đáng sưu tầm nha. Chính là họ leo lên không? Rồi em xin phép đổi cây nha quý cô chú. Tiếp theo đây là mình giao lưu một cây số 2, cây tàn VIP. Rồi cây này là cây số 2. Cây này đặc biệt là cái là bông thơm của chú anh chị. Bao dạ. chăm nha. Nó giỏ bông chùm nha. Cây này bông thơm, bông là 5-7-9 cánh nó lên nha. Không có 5. Không có 5 hả? 7-9 đâu à, 7-9, 10 cánh. Có bông đúng không? Có bông hiện tại đó, họ ngắt bông chú ơi. Ngồi quẳng được mà. Đó người ta leo đó nghe cô chú. Chiều cao 4 mét gửi, ta nghe cũng 4 mét gửi luôn nha. Dạ. Cây bông là 7-9 cánh nó lên, bông chùm. 7-9, 10 cánh. Nè, có hình một bông dạ. này chị. Hồi dạ, ngắt cái bông đó xuống giùm ai đại ca. Cái bông bên đây sau lưng kìa. Cái bông này nó rụng cánh rồi. Bông này là có hình một bông hiện tại luôn nè. Bông gió mà đại ca rất đẹp nha. Đó, 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 chứ mặt đâu đó. Nó 7 cánh, 7-9 dạ. cánh nó lên, em bao là không có 5 cánh nha. Chùm, không có bông là chùm, không có chú. Bông là bao thơm nha. Cái bông kia đó. Em bao của chú anh chị thơm. Ờ. Ngắt đàng hoàng đừng cho rụng cánh. Nè, 7 cánh nè. Nè, nè nó. Ê, đụng lụng con. Nó là 7 cánh không nè. Đây 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 nè. 9 10 cánh gì nè. Đó chị quay thợ cho anh mấy lật xuống nữa nha. À, giữ yên giúp em nha. Đó. Là 2 4 6 8 nha cô chú anh chị. Bông là không có 5 cánh. Dạ. Bông cánh khít rất là đẹp luôn nha. Dạ, bông chùm luôn nha quý cô chú. Ê từ từ cũng đủ á. Dạ. Chiều cao với tán ngang hồi nãy anh dạ, báo là 4 mét rưỡi, 4 mét rưỡi chị nó bằng cái kia luôn á. Dạ. Cây này nói chung ra lặt lá rồi thì nó chống chứ ra lá đầy là đặt cây lắm nha, tại bông chùm á, lá nít lắm. Bông là bông đẹp. Đó người ta leo của chú anh chị hình dung của em ha. À, cô chú anh chị xem đế giúp em nha quý cô chú. Rồi quay đế đi em đâu hoành luôn. Dạ. Cái đế là cọng rễ rất là lực luôn nha quý cô chú anh chị. Nồi đế gắt dữ nha cô chú anh chị. Cọng đế là nó bắt tay không? Dạ. Rồi anh cho em xin thông số luôn nha. Đâu hoành giúp em luôn nha anh. Đo hoành không hả chị? Dạ. Hoành em đo, em đo tốt cho anh của chú chị. Em không có đo chứ. 65 hoành. Dạ vị trí này 65 nha quý. Là em bao hoành nha. Dạ. Em bao hoành của chú chị luôn. Em đo cắn nở dưới nè. Cắn nở dưới 75 nè. Nhưng mà em không tính hoành nha. Em đo tham khảo thôi. Dạ. Hoành em tính 65 thôi. Đế lực lắm nha cô chú anh chị. Cái này thoát hang của nó được 40-50. Dạ. Tới một bầu 50. Tới cậu đế nó 40. Dạ. Đế thì đều tứ diện hết. Này lên ba tượng nha. Mình chơi tâm tài dễ chơi đẹp luôn cô chú anh chị. Mai tàn lớn mà có cái dàn suông như thế này thì quá ok luôn nha cô chú anh chị. Bông là bông chùm đặc biệt là 7-9 cánh. Em có mặt bông hình nút bông nữa nha. Em bán nói chung cái gì thì em biết em bao, không biết thì em không bao. Dạ. Và bông chùm này cô chú anh chị nhìn nút nụ nó biết rồi nè. Xuống đi đại ca. Rồi chưa? Rồi xuống lại. Mắc rồi. Mình giao lưu cây này bao nhiêu vậy anh? Dạ cây này em giao lưu 112 triệu chị. Dạ 112 triệu nha em bao ship 200 km em đi xe cẩu hết nha. Tại dạ. mấy cái này lớn em đi xe cẩu không à. Dạ mai vàng thiên nhiên mình cô chú anh chị nha. À, cô chú anh chị xem kỹ là phần đế giúp em ha cô chú. Cây tàn xương dày đế đẹp, đế lực luôn nha cô chú anh chị. Đế đều mà đế lực không cô chú anh chị. Cái cọng rễ nó bự hơn mất tay luôn á với cô chú. Cọng rễ này về cô chú anh chị nào muốn để muốn cắt bỏ cắt nha. Tại dạ. em bán thì em để vậy. Nó thiên nhiên hết, nó sao em để vậy, em không có chỉnh sửa gì hết. Giá nó cũng hợp lý. Dạ. Cái này mình cho xe cẩu tới nhà luôn đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, cây này phải đi mấy cây này em bao ship làm bao xe cẩu hết. Dạ. Dạ, anh nhắc lại cái giá giao lưu giúp em nha. Dạ cây này em giao lưu 112 triệu, em dạ. bao ship 200 km. Dạ đi rồi. Xe cẩu cho cô chú anh chị mình. Về dạ. chị xưng luôn. Dạ, mình còn cái nào nữa không anh? Dạ mình còn cái nào nữa không ạ? Dạ hết rồi chị, hết clip này em còn 2 cây. Em cũng cuối clip bánh chậu của chú anh chị gần xa. Cũng rất mong của chú anh chị ủng hộ em.
qua số điện thoại 0933 352 378, đó là số Zalo của em. Dạ, hôm nay mình giao lưu là hai cây mai tàng lớn, cây VIP nha cô chú chị, cao là trên 4 mét luôn nha. Quý cô chú anh chị thích sưu tầm những cây lớn mà liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh Hải giúp em ạ. Địa chỉ lô mai bán Tết của mình là ở trước cổng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cô chú anh chị nha. Em xin chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo ạ.